Quốc lộ 21 cũ từ Nam Định đi Phủ Lý, đoạn từ cầu vượt thành phố Nam Định tới cầu ốc cũ, nay là đường Điện Biên kéo dài, có chiều dài hơn 1 km, thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, là đường một chiều, được ngăn cách bằng những dải bê tông. Đường đã hẹp, nhưng vỉa hè phía Nam Định đi Phủ Lý hầu hết đã bị những gia đình ở đây lấn chiếm bày bán hàng hóa ra tận mép đường, khiến việc lưu thông rất mất an toàn. Một số hình ảnh phản ánh về thực trạng này đã được khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950 ghi lại và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Những hình ảnh mới được ghi lại tại đường Điện Biên thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, Nam Định. Vỉa hè gần như không thể nhìn thấy, bởi những quầy hàng bán bánh gai đặc sản của đất Thành Nam này đã thi nhau lấn hết. Đi qua đây chỉ thấy toàn là bánh gai. Cái thì được xếp trên giá, cái thì treo lủng lẳng. Một điểm chung là đều được bày ở sát mép đường. Những biển hiệu thậm chí còn chia ra cả lòng đường. Nhiều xe khách chạy qua dừng lại mua đặc sản của địa phương về làm quà. Những lúc ấy, không chỉ vỉa hè mà cả lòng đường cũng bị lấn chiếm. Người đi bộ không còn lối đi, xe cộ bấm còi inh ỏi. Cảnh tượng giao thông trở nên vô cùng lộn xộn, bát nháo. Cái đường này là rất hay xảy ra những tai nạn rất phức tạp, và vỉa hè lòng đường bà con bán hàng lấn chiếm rất là vướng mắc cho vấn đề đi lại, gây ra cản trở cho giao thông. Mặc dù đã đề bạt đến các cấp chính quyền quan tâm và giải quyết cho người dân chúng tôi được lưu thông và đi lại sinh hoạt có một cái vỉa hè để nó sạch sẽ, nhưng đến nay bao nhiêu lần các cấp đã xuống và đã dẹp, đồng thời là bà con rồi cuối cùng đâu cũng vẫn vào đó. Tiếp xúc với một số người dân ở đây, khán giả Minh Vũ được biết, từ khi cầu vượt Nam Định khánh thành thì tuyến đường này cũng được quy hoạch có vỉa hè rộng 3 mét. Tất cả hộ dân trong diện giải tỏa đã được đền bù, nhưng vỉa hè chưa được quy hoạch xây dựng theo dự án nên các hộ dân tranh thủ vỉa hè trước cửa nhà ai, người ấy lấn. Khán giả Minh Vũ thiết nghĩ một sự việc mắt thấy tồn tại ngày này qua ngày khác mà các cơ quan chức năng ở thành phố Nam Định không xử lý, cho thấy sự buông lỏng quản lý gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Gửi clip phản ánh tới cho chương trình, anh Vũ hy vọng lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra và có biện pháp giải tỏa, xử lý các hộ dân vi phạm. Việc làm này ngoài đảm bảo an toàn giao thông còn giúp xóa bỏ những cảnh tượng nhếch nhác trước con mắt du khách khi bước chân vào cửa ngõ phía Tây của thành phố.